Trung tâm đào tạo khu dược CMU tại Việt Nam vừa tổng kết và trao chứng chỉ cho trại hè tiếng Anh Summer Camp năm 2007 cho gần 100 em thiếu nhi tham dự đợt 1 từ 2 tháng 7 đến 14 tháng 7. Summer Camp là chương trình trại hè tiếng Anh rất thành công của trường đại học công lập Fullerton, Hoa Kỳ và đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các em học sinh lứa tuổi từ 7 đến 15 nâng cao kỹ năng giao tiếp, phát âm qua các hoạt động vui chơi và các buổi giao lưu, tìm hiểu văn hóa. Tại buổi lễ tổng kết, các em học sinh đã trình diễn những kỹ năng được rèn luyện trong thời gian tham gia trại hè qua các tiết mục hát, múa và diễn kịch bằng tiếng Anh. Dự kiến đợt 2 của trại hè Summer Camp sẽ được CMU khai mạc vào ngày 16 tháng 7 sắp tới.